Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này bằng vị tướng Nakaroth. Vâng, Nakaroth thì với cái trang phục sạch đẹp, đẹp trai. Ui rồi ôi, soái ca B-boy cung nghề. Đấy, thì hiện tại cái trang phục này đang được bán bằng quân huy nha mọi người. Nó đã ra khỏi kho báu và được bán bằng quân huy rồi đấy. Thì với cái quân huy như là đầu tiên là có 346 quân huy thì phải. 346 quân huy tương đương khoảng cỡ 200 nghìn đấy. Đấy thì mọi người có thể sở hữu trang phục này với cái giá quân huy khá là rẻ ạ. Đấy, khoảng cỡ 200.000, 200.000 là được 400 quân huy đúng không? 346 thì khoảng cỡ 200.000 là ok. Trang phục này theo mình thấy nó khá là đẹp so với cái những trang phục còn lại ở trong cái đá quý. Trang phục này nó cũng nằm trong đá quý khá là lâu rồi. Nhưng mà theo mình thấy cái đây là trang phục đẹp nhất của Nakaroth rồi. Mọi người có thể thấy mà. Đấy, hiệu ứng kỹ năng các kiểu luôn. Nó đánh tóe máu xanh luôn, quánh cho nó quánh té máu xanh luôn này. Đây 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 đây, quái quái ghê không? Ui dồi ôi, nó đẹp lắm. Đây là cơ hội, nói chung là rất là tốt dành cho những bạn nào mà muốn sở hữu được vị tướng sở hữu cái trang phục B-boy công nghệ này. Thì cái nick của bạn King này thì cái bạn Khánh này thì nó có cái tướng sẵn rồi, thì mình mới nghe thông tin mình khi mà mình mới đăng nhập vào đấy, nó hiện lên đấy. Khi đăng nhập vào game nó hiện lên là nó bán bằng 346 quân huy, sau này nó bán bằng 400 mấy ấy. Nhưng mà hiện tại đang được giảm giá còn có 300 mấy thôi. Ôi ôi, cái gì vậy, đâu ghê, trời ơi, một đám luôn, mấy cậu bên kia đánh kỳ cục quá. Trời ơi, đi theo bầy đàn như thế mới chịu cơ à. Hay là lối sống bầy đàn nó ăn nhiễm vào tim rồi. Nói chung là lối sống bầy đàn ai chả chả ai ạ, chiêu cuối à, đậu phộng. Bạn hay quá, bạn hay quá bạn ơi, tớ thích cậu đấy nha. Ê, thôi thôi kệ, nói chung là ai làm gì thì làm đi. Mình cứ đi mình farm cái đã. Đấy, mới cấp 3 thôi, đánh làm sao được. Khi mà bạn bị mình bị Violet nó ca mất S, mất cái combo đỏ của mình thì bây giờ mãi mới đánh lên được cấp 4. Thì cái trang bị Nakaroth cũng như là cái bảng ngọc của vị tướng Nakaroth này thì đến cuối trận thì mình nói chung là đánh hết trận này mình sẽ vào, mình sẽ cho mọi người xem nhá. Ái chà, đi vào cai kiếm. Ý, bùi xanh, bùi xanh, bùi xanh. Anh yêu em, anh là yêu em. Bùi xanh, bùi xanh, bùi xanh. Ăn nó mới sướng. Ăn rồi ôi là trời. Cái gì vậy? Sao mình xui thế nhỉ? Đừng. Cậu ăn con này nữa là tớ chết luôn ấy. Thiệt luôn ấy. Ủa mày quá. Trời ơi, nhưng vẫn quyết định mình lục lúa được cái bùa đỏ. Ngon. Trời ơi, qua cứ bùa xanh mà không được, buồn chứ. Đấy, mọi người thấy hiệu ứng kỹ năng này đẹp không? Quá đẹp luôn, đánh nó tóe máu xanh nha. Trời ơi, chết. Cái trang phục này thuộc dạng, theo mình thấy thuộc dạng là chết. Đừng hỏi. Chắc có lẽ là tại vì nhiều người có nghĩa là những vị tướng, những người nào mà ái chà, này chơi này, chơi này, chơi này, chơi này, một em đó, có bùa đỏ luôn, có mạng luôn. Đấy, mọi người thấy mình đánh kia không? Joker đi rừng, bên kia Joker đi rừng, yeah chứ. Cái vãi lều ra, van heo. Này thì van heo này lên trời ngay. Lên trời cái là sung sướng. Thì chắc có lẽ là bên nhà phát hành thì mọi người bên Garena chắc họ đã biết thấy cái con build công nghệ này. Những ai đã đổi rồi thì đã đổi rồi, chắc không còn ai đổi thêm nữa, đem ra họ sẽ cho cái trang phục này ra khỏi kho báu nhá. Thế mình đoán là thế, chả biết nào, hoặc là lâu quá rồi họ muốn cho ra khỏi kho báu để được bán với quân huy. Chết. À, lên trời, vâng, lên trời sung sướng. Nhưng mà mình không phải là người hạ gục đầu heo, nhưng mà không sao, may là mình không chết đấy, thiệt. Và đấy hơi bị thấy nguy hiểm đối với tính mạng. Đó thì Nakaroth này theo như mình nghĩ thì hiện tại bây giờ thì nó mặc dù nó không có được tăng sức mạnh cũng như là không được giảm sức mạnh, nhưng mà nhiều vị tướng mới ra cũng như là nhiều những vị tướng được tăng sức mạnh quá nên là Nakaroth bây giờ cảm thấy nó bị lép vế. Bây giờ thực sự những người nào chơi rất là hay vị tướng này có khả năng gọi là lộng hành dừng đối phương đấy thì chơi nó mới tốt được. Đó, chơi con Nakaroth này mình thấy nhiều người chơi khá là hay, nhiều trận đỡ không nổi nó luôn ấy, nó cướp bùa rồi cướp đủ đường hết trơn ấy, kinh lắm, mấy con quái nhỏ nó không tha.
ấy 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 bú xanh của tớ. Ủa tôi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Nó ăn bột xanh mất rồi. Sao đồng đội mình ăn bột xanh bột đỏ lung tung nè. Chán thế không biết. Ok, thế thì ăn bùi người ta thôi. Có gì đâu mà căng nhở. Đó, cái trang phục này đánh rất là đẹp. Này thì lên trời. Ôi giời, lên trời. Vâng, mà bạn ấy lên trời mà lên trời bình thường đâu. Lên trời mà tan xác luôn mới chịu cơ. Ôi, sao cơ bên kia bạn đừng làm trò gì trong này vậy. Bạn đứng im, bạn làm trò gì vậy? Hả? G cao thủ đúng không? G cao thủ đúng không là sao? Bạn hỏi gì đây? Oh yeah, come on. Come on baby. Oh, vãi cả lều. Dưng bạn hỏi G cao thủ đúng không? Bạn hỏi ai đây? Úi dồi ôi. Đám linh nó là cả một gia tài kích xù ấy. Triệu Vân kìa, ấy giời ơi, Triệu Vân thấy mình một cái bạn kia, ôi dồi ôi đẹp trai quá. Đẹp trai quá xỉu, đi về. Vãi trưởng, đẹp trai mà, cái trang phục còn đẹp mà. Trang phục đẹp, đẹp nhất là cái hiệu ứng kỹ năng của nó. Úi dồi, hết người này người kia KS. Thể luôn đi, biết sống làm sao luôn đi. Mình chơi game rất là hay bị đồng đội nó vào nó ăn rừng nhé. Chả hiểu luôn. Đầu tiên thì con Violet nó ăn bột xanh này, ăn bột đỏ này. Rồi Joker ăn bột xanh này. Giờ vì John nó cũng ăn bột xanh của mình luôn với đen nhé. Lại thật. Úi giời. Đấy đẹp không, đẹp không, nhà người thấy đẹp không? Chà. Đẹp lắm. Trời ơi, trang phục đẹp đến nay bán bằng quân huy với cái giá gọi là quá hợp lý. Thơm. Ai mà nói chung là ai mà chơi nay thích chơi nay cà rốt cũng như là đang bị gọi là cuồng về cái con nay cà rốt này thì chắc chắn là phải mua trang phục này rồi. Giá nó rất là rẻ. Đấy. Theo như mình nghĩ thì mọi người lên mua. Đấy. Còn những cái trang phục ở trong kho báu như hiện tại bây giờ thì mình nghĩ không lên đâu. Ví dụ như là Malok hay là Lữ Bố ơi. Bố tiệc bãi biển mình thấy nó không có đẹp đẽ cho lắm bằng cái trang phục này. Ái chà chà, ái chà chà. Đấy, trong kho báu vật thì mình chỉ có thích có đúng hai trang phục mà ngày xưa. Ôi dồi ôi. Ui, cái gì đây? Chết mất chết luôn kìa. Kịch vãi lều ra. Khi mà mình chơi cái trang phục có trang phục Nagaro thì mình cảm giác chém nó thấm nữa. Đấy, giống như là nó được tăng sức mạnh ấy. Nhưng mà chắc là không đâu. Còn mọi người coi này. Yeah, ulti. Chết hai người luôn, phê. Phê quá. Wow. Cái gì vậy? Cái gì vừa xảy ra vậy? Ui giời ơi, thơm. Thơm quá. Ôi, mạnh chưa? Nhìn thấy mình mạnh chưa? Sướng nha. Đây kia sướng nha. Ui giời ơi, lên trời. Phê. Đây là, nói chung là đây là một cái vị tướng, một cái trang phục mà đáng đồng tiền bát gạo để mà bỏ ra để mà sở hữu cái trang phục này. Với cái giá nó cũng không có thể đắt đỏ cho lắm, hợp lý. Mình cứ nghĩ cái, nếu mà trang phục này nó ra nó phải bán khá là đắt cơ. Khoảng tầm 600 quân huy cơ, nhưng mà mình thấy nó khá là rẻ. Có 300 mấy, hiện tại đang khuyến mãi thì được có 300 mấy thôi, 300 mấy là có khoảng 200 nghìn là ok. Ô, chết này, chết chưa. Úi giời ơi, làm sao? Bạn muốn làm sao? Cho bạn chết này. Úi dồi ôi, cứ lạng lách đánh võng như thế này á. Rồi, này, chơi này. Úi dồi, sướng. 11 mạng luôn rồi, ngon quá. Rồi, ăn trụ luôn. Rồi, lính hết rồi, hết lính. Úi dồi. Đấy, thì tí nữa mình sẽ cho mọi người biết cái trang bị về vị tướng này và trận này mình sử dụng nhá. Cũng như là cái trang ngọc của nó luôn. Mình thấy nhiều bạn có hỏi trang ngọc thì ok. Cho mọi người xem trang ngọc về cái trang ngọc của mình xài chung luôn nha. AD rồi sát thủ xài chung hết. Tất cả xài chung một bảng ngọc hết, trừ khi là mấy tướng đấu sĩ đỡ đòn hoặc là pháp sư thì xài riêng thôi. Còn AD với sát thủ thì mình xài chung. Gia đình nghèo làm gì có điều kiện mới mua mỗi một vị tướng một bảng ngọc. Có đâu. Nghèo lắm. Này thì chết này. Rồi xong. Úi giời. Ui. Phần đấy mình hơi bị liều mạng. Nhưng mà không sao. Ok, vậy là trận đấu của mình là cái đây là kết thúc mất rồi.
Thì đây mọi người, mình cũng cho mọi người biết thấy cái kỹ năng cũng như là cái chiêu thức của nó ở đấy, khá là đẹp, cũng không phải khá đẹp mà là rất là đẹp luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào cái trang bị này cho mọi người xem nhé. Trang bị rồi bảng ngọc luôn. Đó, mình được MVP rồi đó. Ôi, Violet hình như pha này được qua đa kill à. Thơm ha. Hơi bị đen, mình chết một mạng. Nhưng mà không sao, không sao, không sao. Ủa, Van Hell bên kia bạn lên gì đây? Kiếm Fanny. À, kém mà, đúng rồi. Nanh Phoenix chứ. Ok, trang bị. Đói, Nakaroth đâu rồi, Nakaroth đâu rồi. Đây, Nakaroth đây. Không phải trang bị này, trang bị vòng thứ hai cơ. Đấy, kiếm chi hồn, giày kiên cường. Thương Long, phức hợp kiếm, Hecolin thịnh nộ và món cuối cùng, ôi, món cuối cùng là cái giáp hộ mệnh nhá. Đấy, trang bị của mình hay sử dụng đấy. Rồi, và bảng ngọc nhá. Bảng ngọc vãi cả công chúa. Đây, một mình chấp hết đây. Đấy, bảng ngọc của mình đây này, đơn giản thế này thôi. Ngọc đỏ thì mình trang bị cho nó cái tỷ lệ chí mạng đấy. Chỉ hình như có một viên hay hai, một viên hay hai viên gì tỷ lệ chí mạng. Đây có một viên là sát thương chí mạng thôi, có một viên thôi. Vào đâu mình xài tỷ lệ chí mạng. Ngọc tím thì là hút máu, có ba viên là máu tối đa, ba viên là máu tối đa thôi. Còn đâu ngọc hút máu hết nhá. Rồi tới ngọc xanh. Ngọc xanh là full sát thương vật lý cộng xuyên giáp. Đấy, đơn giản thế thôi. Nói chung là ba loại ngọc của mình hay sử dụng đó là ngọc đỏ chí mạng này, ngọc tím hút máu này, ngọc xanh công vật lý với cả xuyên giáp này. Ok, đấy mọi người có thể tham khảo, có thể trang bị cho mình một cái bộ bảng ngọc ưng ý. Mình cho nó ba viên ngọc, ngọc tím là máu tối đa thôi. Đây mình sẽ vào cái kho báu cho mọi người xem nhá. Đấy, đá quý này, đá quý đi thầy. Đó, rồi những ấy ở trong này mình có hết rồi đấy, kể cả tất cả giật luôn, cái gì cũng có luôn, mà lốc lư bố ở cái hết luôn. Mà mình cho mọi người xem một cái điều đặc biệt này. Úi dồi, hai viên đá quý đậu vòng khoe hàng chơi, hai viên đá quý còn đây thầy, nó còn gì đâu mà đổi. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha. Nhớ đăng ký kênh giúp mình nha.